người mà gia đình chúng tôi phải nói lời tạm biệt là ai đây? Anh chàng thỏ trắng hay anh chàng Mario hay anh chàng báo hồng, Duy Phong, Ngọc Hải hay Hoài Trung đây? Với Duy Phong và Ngọc Hải có điểm tương đồng là cả hai đều rất trẻ tuổi, chỉ trong độ tuổi đôi mươi thôi, và còn cả một chặng đường thử thách sắp tới. Còn với Hoài Trung, anh chàng 32 tuổi này có số tuổi cao nhất trong số 3 ứng viên cùng với những trải nghiệm, nhưng liệu rằng đây có phải là một rào cản về tuổi tác trong tình yêu đối với cách nhìn nhận của gia đình Thu Hằng hay không? Là Duy Phong. Duy Phong, thật đáng tiếc khi chúng ta phải nói lời tạm biệt với anh chàng thỏ trắng đáng yêu dễ thương Duy Phong rồi. Em tên là Cụ Duy Phong, hôm nay là 20 tuổi à. Hiện tại con cũng có đi làm lập trình viên, lương thì bây giờ cũng là khoảng như là tầm 10 triệu thôi. Con cũng có ý định là đang tăng cái thu nhập của mình lên à. Tình yêu là con chú trọng nhất là cái điểm nào là chính? Dạ, tính cách à, hiền lành, đảm đang. Vậy đối với nữ chính ngày hôm nay là một giám đốc thì bạn cảm nhận như thế nào về điều này? Em thấy là nhỏ bé so với bạn nữ, tại vì em cũng chưa có là công việc gì hết. Em chỉ đang là sinh viên của một cái trường đại học thôi à. Cảm ơn Duy Phong rất nhiều và xin chúc mừng hai chàng trai còn lại. Xin chúc mừng Hoài Trung, chúc mừng Ngọc Hải. Thật đáng tiếc, một chú thỏ trắng rất đáng yêu, dễ thương, cũng đầy những ước mơ trong tương lai, nhưng mà dường như vẫn chưa nhiều điểm phù hợp trong mắt của gia đình Thu Hằng lắm. Mà quan trọng hơn hết, ngoại hình của ba anh chàng này như thế nào đây? Liệu rằng là sự ra đi và sự tạm biệt quá sớm của anh chàng Duy Phong có gây ra sự tiếc nuối nào hay không? Chúng ta hãy chờ đợi trong giây lát để chiêm ngưỡng nhan sắc thật sự của cả ba. Ngay sau đây xin mời quý vị hãy sẵn sàng tinh thần để có thể chào đón nhan sắc thật sự của cả ba chàng trai ứng cử viên ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là sự lộ diện của hai chàng trai đã bước vào vòng trong. Xin chào Ngọc Hải. Wow, đẹp nha, sáng sủa. Chàng trai 22 tuổi đây rồi, rất là khỏe mạnh. Tiếp theo là sự lộ diện của anh chàng mang tên Hoài Trung. Thành đạt đó chứ. Mà không biết là ở vị trí số 1 chàng trai đã phải nói lời tạm biệt có nhan sắc ra sao đây. Xin chào bạn Duy Phong. Wow. Chàng trai không kém. Đây, không còn gì là bí ẩn nữa rồi. Tất cả ba chàng trai đã lộ diện. Và không biết là gia đình mình có cảm thấy hối tiếc với lời tạm biệt vừa rồi không ạ? Dành cho Duy Phong. Cũng thấy hối tiếc chứ. Cũng hơi tiếc tiếc ha. Tiếc trai vậy chắc hợp với gái mình lắm nè. Phong ơi, phải nói lời tạm biệt hơi sớm á, cảm xúc lúc đó ra sao? Dạ cô ơi, con đẹp trai vậy rồi cô chọn lại con không cô? Nói chung là cô cũng rất là thích con. Nhưng mà bây giờ giữa những cái sự lựa chọn á, thì chỉ được quyền chọn có một người thôi. Cho nên là bây giờ cũng không có muốn bỏ ai nữa, thật sự không muốn bỏ ai. Tại vì con thì cũng rất là thật. Nhưng mà giờ con gái cô thì nó còn trẻ con quá. Mà con cũng trẻ con nữa thì Cả hai còn quá trẻ thì nó không có chỗ để nó nương tựa được. Cho nên là chúc con tìm được người phù hợp với con. Dạ, chào con nha. Trời ơi, đẹp trai vậy thì cứ yên tâm đi he Phong he. Sau này tha hồ mà nườm nượp nhiều cô theo đuổi. Chứ nãy giờ thấy mấy cô khán giả đứng ngồi bên cạnh á cũng rung bần bật hết trơn rồi kìa. Trời, cười mỉm cái gì, đỏ mặt cái gì hả khán giả? Phong ơi, bạn đẹp trai là vậy thì thành công lúc năm mấy tuổi vậy? Dạ thưa anh, là năm em 16 tuổi à. 16 tuổi? Dạ dạ. Vậy là trước đó là tầm độ tuổi 13, 14, 15 ha. Dạ. Là cũng nhiều bạn gái mê mình không? Dạ không, lúc đó thì cái người em nó không được như vậy. Tại nó vừa mập, nó vừa bị lùn nữa. Ủa ngộ vậy? Dạ, cái em đi sau cái quá trình phát triển á, cái em nắm bắt được cái giai đoạn phát triển của mình. Cái em đi bơi, đồ này nọ.
đi bơi chơi thể thao đua xà cho nó kiểu như tập gym tập đồ lên nó mới gọi là mình như một cái thân hình như bây giờ. Vậy là tự nỗ lực cố gắng nè. Dạ đúng muốn rồi. Lấy bản thân mình. Dạ. Trước đó bạn có tự ti vì cái ngoại hình không được đẹp không? Dạ có, tại vì mấy bạn trong lớp thì ai cũng cao hết rồi, ai cũng 1m7 mấy không? Em chưa tới 1m6 nữa. Gì hả? Em lùn lắm, em lùn so với các bạn rất đồng trang lứa cỡ 10cm lận. Em còn phải đi ăn gian là em mua đất tợi mang cho nó cao lên mấy bạn nữa. Nhưng mà kiểu như cái mình thấy mà vậy không được, thời gian nó tương lai không được, cái mình mới đi tập này nọ cho nó kiểu như nó cải thiện hơn, kiểu bóc dáng của mình hơn vậy. Vậy là một anh chàng cũng rất là có nghị lực nha. Chúc cho bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong thời gian sắp tới. Tạm biệt bạn. Như vậy là Duy Phong, một chàng trai rất điển trai, đã phải nói lời tạm biệt với chúng ta. Hai chàng trai còn lại, đó chính là Ngọc Hải và Hoài Trung, sẽ phải cố gắng nắm bắt cơ hội tiếp theo để có cơ hội tiến đến tình yêu đích thực của mình với sự lựa chọn của gia đình Thu Hằng. Xin mời quý vị và gia đình Thu Hằng đến với phần thi tiếp theo được mang tên Gặp Gỡ và Chinh Phục.